tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động. Thiên tài 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi. Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì, cũng như không phát minh nào của tôi đến từ sự vô tình, chúng đến từ lao động. Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công. Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công. Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi. Bất mãn là sự cần thiết đầu tiên cho tiến bộ. Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó. Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp. Thành công 90 là mồ hôi và 10 là cảm hứng. Luôn luôn có cách tốt hơn cho mọi thứ. Hãy tìm nó. Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn luôn thử thêm một lần nữa. Con người của bạn sẽ thể hiện trong điều bạn làm. Giá trị của bạn nằm ở việc bạn là ai, chứ không nằm ở việc bạn có gì. Thất bại lớn nhất của con người là anh ta bỏ cuộc trước khi nhận ra mình gần đến thành công như thế nào. Người thành công có thói quen làm điều mà kẻ thất bại không thích làm. Để phát minh, bạn cần một trí tưởng tượng tốt và một đống phế thải. Khi bạn đã vắt kiệt tất cả các khả năng, hãy nhớ điều này. Chưa phải thế đâu. Bận rộn không phải luôn luôn nghĩa là lao động thật sự. Mục tiêu của tất cả sự lao động là sản xuất hoặc thành tựu, và với hai điều này, phải có suy tính trước, có hệ thống, kế hoạch, trí tuệ, và mục đích chính đáng, cũng như cả mồ hôi. Có vẻ như đang làm việc không có nghĩa là làm việc. Bất bạo lực dẫn đến đạo đức cao nhất, đó là mục tiêu của tất cả sự tiến hóa. Chừng nào chúng ta chưa ngừng làm hại tất cả những sinh linh khác, chúng ta vẫn là kẻ mang rợ. Tôi không bao giờ coi sai lầm là thất bại. Chúng chỉ là cơ hội để tìm hiểu thứ gì không hoạt động. Thành công của tôi đến từ việc tôi chẳng bao giờ cần đồng hồ trong phòng làm việc của mình. Kết quả tiêu cực chính là thứ tôi muốn. Với tôi, chúng cũng đáng giá như kết quả tích cực. Tôi không bao giờ có thể tìm ra thứ nào hoạt động tốt nhất chừng nào tôi còn chưa tìm ra thứ nào không.
không có gì thay thế được sự vất vả lao động. Nếu ta làm tất cả những gì mình có thể làm, ta sẽ làm chính bản thân mình kinh ngạc. Chỉ vì thứ gì đó không hoạt động như kế hoạch của bạn không có nghĩa là nó vô dụng. Ba điều cơ bản để đạt được bất cứ điều gì đáng giá là chăm chỉ, bền bỉ và lẽ thường. Người bác sĩ của tương lai sẽ không cho thuốc men, nhưng khiến bệnh nhân của mình quan tâm tới vấn đề chăm sóc thể xác con người, tới chế độ ăn uống, tới nguyên nhân và sự phòng bệnh. Để suy nghĩ rõ ràng, người ta phải sắp xếp để định kỳ có những khoảng thời gian cô độc khi mà họ có thể tập trung và ấp ủ trí tưởng tượng mà không bị sao nhãng. Tôi chưa bao giờ hoàn thiện phát minh nào mà tôi không nghĩ về cách nó có thể hữu ích cho người khác. Tôi tìm hiểu thế giới cần gì, rồi tôi phát minh. Cơ hội bị hầu hết mọi người bỏ lỡ vì nó mặc áo khoác làm việc và trông giống như công việc. Để có một ý tưởng lớn, hãy có thật nhiều ý tưởng. Có tầm nhìn về điều mình muốn là chưa đủ. Tầm nhìn mà không có thực thi chỉ là ảo ảnh.